La Hanchivo mến chào quý vị và các bạn, chào các cô chú anh chị quý vị. Chúc mọi người có một buổi sáng thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Thì hôm nay La Hanchivo xin chia sẻ cho mọi người cái cảnh của Hoàng Chồng này quý vị. Thì La Hanchivo đang đứng trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Đây, hướng đây quý vị đi lên là hội quán Vịnh Nha Trang. Rồi mình đi xuống mình tham quan Hoàng Chồng phía dưới đây. Thì La Hanchivo đang đứng ngay đầu đường của đường Nguyễn Đình Chiểu đó, gần chỗ công viên Hoàng Chồng này. Công viên Hoàng Chồng du khách họ cũng chụp ảnh lưu niệm rồi rất là đông. Đây, ngay chỗ đây là góc đường Nguyễn Đình Chiểu và Phạm Văn Đồng, cách nhau giữa Nguyễn Đình Chiểu và Phạm Văn Đồng, gần chỗ Mường Thanh Viễn Kiều đấy quý vị. Đó. Đó, gần chỗ đây là Đại học Tôn Đức Thắng nữa này. Đó, gần chỗ cầu vượt của Phạm Văn Đồng á. Đây là trường Tôn Đức Thắng. Phía sau trường Tôn Đức Thắng kia là có một cái tòa nhà đó là gọi là Napoleon Hay. Đó, tòa nhà đó cao 40 tầng. Nhưng mà về chiều cao hình nó rất là cao. Hình nó 100 mấy chục mét sao đó. Nên tôi không nhớ rõ nữa. Quá, sao 100 mấy chục mét được. Chắc hơn nhá. 40 tầng. Gần trường Đại học Tôn Đức Thắng đó, hướng lên dốc đại học của Nha Trang. Đây khu vực đây là khu vực ngay chỗ Phạm Văn Đồng với góc đường Nguyễn Đình Chiểu này vậy. Đó. Gần chỗ Mường gần chỗ Hoàng Chồng Mường Thanh Viễn Triều. Gần biển Hoàng Chồng luôn. Đây. Đây chỗ đây có cái quán cà phê gọi là cà phê Hoàng Chồng. Giờ La Hanchivo sẽ đi vòng một vòng xuống cho quý vị tham quan nha. Đây là bên trong quán có mấy cái chòi. Cà phê Hoàng Chồng. Ở chỗ này đá mấy cái trò cục đá chồng chồng lên nhau quá trời luôn vậy. Đây khu vực đây là khu vực Hoàng Chồng nữa vậy. Đây. Mấy này là biển Hoàng Chồng. Cái tòa nhà xếp chồng chồng lên nhau đó, senior bay quý vị, rất đẹp, mới xây dựng xong á, 40 tầng xếp chồng lên nhau kiểu domino hình xương cá. Rồi bên cạnh nó ngay chỗ góc Hoàng Chồng với đường Dương Hiến Viện á là cái tòa nhà Horion Hotel, và bên cạnh đó nữa là có cái Boston á, Boston Blue 5 sao á. Khách du lịch rất là thích cái khách sạn đó, 5 sao nằm trên đường Hoàng Chồng, nằm trên đường Phạm Văn Đồng. Còn phía xa kia là cái La Luna Resort ở Switchet La Luna quý vị. Ba cái tòa tháp đó là nó là cái condotel, khách sạn căn hộ và condotel gần Anna Maria Bến Du Thuyền. Còn chỗ đây là Hoàng Chồng này quý vị. Đây. Mấy cục đá xếp chồng lên nhau kìa. Đó, đó là bãi Hoàng Chồng. Thì lúc trước lúc trước mà có khách du lịch Trung Quốc á là cái Hoàng Chồng nó đông vui cực kỳ luôn, đông lắm. Hôm nay khách du lịch Trung Quốc không còn nữa, khách du lịch nước ngoài không có cho nên là nó sẽ ít hơn, chỉ có khách du lịch trong nước thôi. Đó, và dọc cái gần cái bãi Hoàng Chồng này thì có các cái quán cà phê. Gần bãi Hoàng Chồng này có cái quán cà phê này vậy. Đây ở bên trong quán cà phê này. Đó. Quán cà phê Hoàng Chồng nằm dọc cái bãi Hoàng Chồng.
cho ly cà phê sữa đá nha, cho ly cà phê sữa đá nha. Đó, đây quán cà phê rồi. Ở phía trên kia cũng có một cái quán cà phê Hoàng Trồng đó, nằm ngay gần ngay hội quán Quỳnh Nha Trang. Này kia bờ bãi đá Hoàng Trồng nè, gần biển Hoàng Trồng. Này không biết có ngược ánh sáng mặt trời quý vị có nhìn thấy rõ không? Ở quán này thì nó dạng mấy cái chòi rất là mát thôi mọi người. Mấy chòi nó rất là mát. Chòi lá dừa. Đó. Ngồi uống cà phê mấy cái chỗ này cũng rất là mát quý vị. Nó gần biển. Đó, đứng vị trí đây quý vị thấy view hết luôn. Đó, Mường Thanh Viễn Triều. Gần ngay chỗ Hoàng Trồng, đường Hoàng Trồng. Biển vào buổi sáng là rất là mát. Sóng rất là yên. Và trong xanh, nước rất là trong quý vị thấy không? Thấy cát luôn. Ở phía trên đây là đường Nguyễn Đình Chiểu nè quý vị. Đó, đi lên cái dốc này là lên ngay chỗ kia là hội quán Quỳnh Nha Trang. Và đi xuống tham quan Hoàng Trồng. Thì quý vị đi đường đây cũng được. Đi đường đây thì nó cũng ra Hoàng Trồng thôi. Nên dốc rất là cao. Đó, lối đi lên Hoàng Trồng nè. Đó. Lối này đi lên cũng lên quán cà phê Hoàng Trồng. Đó. Rồi xuống tham quan Hoàng Trồng. Buổi sáng ngắm cảnh biển thật là mát mẻ và nhẹ nhàng. Ở đây cũng có khách du lịch trong nước, họ cũng đi tham quan Hoàng Trồng rất là đông. Đó. Mùa này là mùa đỉnh điểm du lịch của Nha Trang quý vị. Mùa đỉnh điểm rồi. Chủ yếu là khách trong nước thôi, chứ khách nước ngoài thì chưa có. Đây là quán cà phê. Quán cà phê này nó nằm ở dưới cái đường Nguyễn Đình Chiểu á. Ngay góc của đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Phạm Văn Đồng luôn quý vị. Thì nó có mấy cái chòi. Nó view biển, view biển Hoàng Trồng. Rất là đẹp và mát mẻ. Sáng nên người dân họ cũng như khách du lịch họ đi tham quan Hoàng Trồng rất là đông. Ở đây bên trong quán này. Đây là phía ngoài đường ngã ba đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Phạm Văn Đồng này. Đây. Ngay góc Nguyễn Đình Chiểu Phạm Văn Đồng. Đó, quý vị đi hướng đây là lên cái dốc đây là đi lên dốc Nguyễn Đình Chiểu lên Hoàng Trồng. Mé bên kia là công viên Hoàng Trồng. Mấy cái bãi đá này khách du lịch đồ họ cũng rất là thích chụp hình. Đứng trên mấy hòn đá này nó rất đẹp, rất hùng vĩ. Khách du lịch trong nước cũng rất là đông. Này là lối đi bộ lên Hoàng Trồng các bạn. Lên cà phê Hoàng Trồng, lên hội quán Quỳnh Nha Trang. Rồi lên đi xuống bãi đá Hoàng Trồng. Lan cho vô đứng từ xa đây quay với xem cái bãi đá Hoàng Trồng. Bãi đá đó thì trước Lan cho vô cũng có video quay hội quán Vịnh Nha Trang rồi nè, rồi quay cái mấy cái cục đá cái bãi Hoàng Trồng để quý vị xem rồi.
giờ đợt đó đi là có khách du lịch Trung Quốc đồ đông vui lắm, còn đợt này nó hơi vắng vẻ, nước rất là trong luôn, bãi biển Hoàng Trồng là nước cạn trong mà sóng nó rất là nhẹ nhàng, rất là thích. Rồi, Lan Chabo xin kết thúc video tại đây nha quý vị. Cảm ơn quý vị đã xem video nhé. Chúc quý vị có một ngày thật là vui vẻ và nhiều hạnh phúc. Mến chào quý vị.